À, kính thưa quý vị và quý bà con, thì nói về axit humic thì chúng ta sẽ làm rõ một số vấn đề sau. Điều đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu axit humic là gì, và axit humic có vai trò gì đối với cây trồng và đất đai của chúng ta. Cái thứ ba đó là cái cách chúng ta sử dụng cái axit humic vào thời điểm nào của cây trồng thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt. Và những cái sản phẩm chứa axit humic thì có thể nào phối trộn được với những cái sản phẩm phân bón khác hay không. Và cái cuối cùng thì trong tất cả những phương pháp như là phun tưới hoặc là trộn phân rãi thì cái phương pháp nào là sẽ cung cấp cái axit humic cho cây trồng mình hiệu quả nhất. Thì đây là những cái thông tin mà chúng tôi sẽ cùng bà con chúng ta trao đổi trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì để mà nói về axit humic thì cái khái niệm về nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi sẽ hệ thống lại những cái phần mà có thể dễ hiểu nhất để nói với bà con chúng ta. Đó là axit humic chính là cái thành phần của chất nguồn hữu cơ quan trọng trong đất. Thì những cái hữu cơ nào quay mục thì nó sẽ trở thành một cái chất dinh dưỡng của đất đai và cung cấp cho cây trồng, thì cái chất nguồn này cũng chính là một cái thành phần mà có axit humic trong đó. Cho nên là chúng ta cung cấp axit humic là chúng ta đã cung cấp một cái chất nguồn hữu cơ cho đất. Thì cái chất này nó sẽ có nhiệm vụ và vai trò như thế nào thì tí xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái thứ hai, axit humic chính là cái nền tảng cho đất đai mà mở. Thì cái này nó cũng liên quan tới cơ chế hoạt động của humic ở trong đất của chúng ta. Cái thứ ba, axit humic là nguồn thức ăn cho vi sinh vật có lợi. Cái này thì cũng khá là quan trọng để cho vi sinh vật nó hoạt động. Và những cái sau này thì nó liên quan tới trực tiếp đến bộ rễ này quý vị. Đó là axit humic là chất cải thiện bộ rễ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn luôn là mỗi lần chúng ta kích rễ hay là cái gì liên quan tới rễ là axit humic lại là cái phương án hàng đầu. Cái tiếp theo đó là axit humic sẽ giúp cho pH ổn định. Thì đây nó là một cái hệ điểm để mà tạo cái pH ổn định. Nhưng mà bà con chúng ta biết thì pH càng ổn định thì cây trồng hấp thu dinh dưỡng càng tốt. Và cái cuối cùng, axit humic chính là cái túi để mà giữ phân bón ở trong đó để mà cho cây trồng chúng ta hấp thu. Thì đây là tất cả những vấn đề mà chúng ta hiểu về axit humic. Rồi sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu đối với cây trồng thì axit humic có tác dụng gì, và đối với đất thì nó sẽ đi vào những cái cơ chế của nó hoạt động như thế nào để nó tạo ra cái sự có lợi nhất cho cây trồng của chúng ta. Kính thưa bà con, thì đối với vai trò của đất thì nó sẽ có 3 đến 4 vai trò khá là quan trọng mà chúng tôi sẽ liệt kê sau đây cho bà con chúng ta. Thứ nhất là tạo độ thông thoáng, cái này nó rất là quan trọng quý vị. Bà con biết thì cái axit humic thì nó được hợp chất từ những cái chất gọi là carbon, cho nên là nó sẽ có một cái nhiệm vụ khi mà axit humic nó hoạt động trên nền đất thì qua cái cơ chế của điện tích thì nó sẽ gom lại tất cả những cái hạt đất nhỏ lại để nó tạo ra những cái khoảng trống để cho cái oxy nó lọt vào vùng rễ để cây trồng mình trao đổi không khí dễ dàng hơn. Thì bà con biết là trong điều kiện mùa mưa cũng như là đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long thì khá thấp, một số khu vực thì lại có phèn, cho nên là rất dễ gây lèn cái bộ mặt phía bên trên, có nghĩa là gây dán hoặc là bà con mình gọi là hồ mặt đó. Thì những cái điều kiện này nếu như không có voi, không có lân mà không có humic nữa thì chắc chắn cây trồng của chúng ta không thể nào được cung cấp oxy đầy đủ, thì cái vùng rễ nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí có thể dẫn đến chết cây trong quá trình bà con mình trồng cây chỉ chừng vài tháng thôi, thì cái khả năng đó rất là cao. Cho nên là cái humic nó cũng đóng góp vào những cái phần đó để nó phá đi cái lớp dán ở phía bên trên, tạo điều kiện để cho oxy lọt vào vùng rễ thì cái bộ rễ mới có khả năng hô hấp tốt, mới có khả năng phát triển, cũng như là liên quan tới ẩm độ và những cái phía sau nữa. Cho nên là nếu như bà con đang canh tác trên vùng đất phèn, những vùng đất thấp, thì đây là những cái điều kiện hết sức là quan trọng của axit humic. Kính thưa bà con, thì cái vai trò thứ hai đối với đất của axit humic đó là cải thiện độ ẩm. Thì cái này bà con mình cố gắng xem kỹ về cái nội dung này nha, nó sẽ có một cái sự liên quan rất là lớn đối với những cái đất dễ bị lèn và đặc biệt là trong mùa mưa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ảnh này. Đây là ảnh khô ha, đất nếu mà đất đai khô thì nếu mà trong cái tác động giữ ẩm á thì cái axit humic nó sẽ tạo điều kiện để cho cái nước nó thẩm thấu xuống lớp bên dưới. Có nghĩa là khô thì nó sẽ giữ nước lại để mà nó phát triển, để mà có nước cho cái tầng bên dưới phá dán được tầng bên trên thông qua cái cơ chế lúc đầu. Và cơ chế giữ ẩm này nó sẽ cho nước đi xuống dưới để cho giữ ẩm cho cây phát triển dễ. Nhưng nếu mà đối với cái hình thứ hai này, nếu mà đất đai nó đã bị lèn rồi và bà con mình làm gây nghẹt rễ do cái lớp đất nó quá lớn và cái lớp đất này đang tích nước rất là dữ, mà nếu như trong điều kiện này bà con mình không làm khô đất, không để cho không khí lọt vào và xong rồi mình tưới humic lên nữa, mà thậm chí nếu mà trong humic mà có vô cơ nữa thì coi như là cái khả năng ngộ độc của cây trồng nó cao hơn nữa, do là có cái humic vào thì nó lại tiếp tục tích nước thêm lần nữa và cái lớp đất này nó quá dày
đó, thì cái oxy nó không thể nào lọt xuống tới cái vùng rễ đó, nó ở đâu, nó chỉ phá dán được một phần ở phía bên trên thôi, thì cái lớp bên dưới nó tiếp tục nó tích nước. À, thì trong điều kiện này thì cây trồng nó khả năng nó bị ngộ độc cao hơn và cái khả năng chết cây dẫn đến là cao hơn. Và thêm một cái thông tin nữa đó là trong cái điều kiện mùa mưa thì nếu như bà con mình có tác động humic qua lá thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, à, do cái khả năng tích nước này, thậm chí là tích nước từ trong trái luôn đó quý vị. Đó thì những cái cơ chế này nó đặc biệt hơi nguy hiểm. À, tí xíu nữa thì liên quan tới cái phần mà qua lá thì chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn. À, cái vai trò thứ ba đối với đất đó là vai trò giữ dinh dưỡng quý vị. Thì trong phần này nó sẽ có hai phần, là trong cái thành phần của humic thì nó sẽ có một cái hợp chất humic, nó sẽ giữ những cái dinh dưỡng ở trong đất lại đó nếu mà cây trồng chúng ta chưa có khả năng hấp thu. Nếu mà có hấp thu thì nó phóng tích, còn nếu mà không hấp thu thì nó sẽ giữ lại. À, cái thứ hai là cái axit humic cũng là một cái thức ăn để cho vi sinh vật có lợi nó phát triển. Thì nếu mà vi sinh vật có lợi phát triển thì nó sẽ tạo ra thêm một cái nguồn dinh dưỡng nữa. Nhưng mà trong điều kiện đó thì rễ cây trồng chưa hấp thu thì có thể thì cái hợp chất humic này nó sẽ giữ cái lượng dinh dưỡng nó lại luôn. Thì cái điều kiện đó là để gia tăng cái độ màu mỡ của đất đai của chúng ta. À, vì vậy thì nếu mà đất cát mà chúng ta có tác động humic và có cả hữu cơ thì nó sẽ là những cái hợp chất để mà nó giữ dinh dưỡng ở lại tốt hơn, thì tạo điều kiện để mà gia tăng cái độ màu mỡ của những đất đai đó. Đó thì đây là cái cơ chế mà cái humic nó tác động trong cái đất đai của mình. Rồi một cái tác động cuối cùng nữa quý vị, thì cái này quý vị cố gắng hiểu nha, tại vì chúng ta sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường ở điều kiện bên ngoài. Đó là cái acid humic này nó sẽ cân bằng cái pH. Đối với cái pH đất mà nó bị thấp, có nghĩa là chua, thì cây trồng chúng ta cũng không thể nào hấp thu dinh dưỡng tốt. Và kể cả kiềm thì đương nhiên điều kiện kiềm thì nó cũng không có phổ biến, nhưng mà nếu như có diễn ra thì cây trồng cũng không thể nào hấp thu dinh dưỡng. Nên là cây trồng chỉ có thể hấp thu ở một cái đoạn pH. Thì bà con mình nhìn cái bảng đây thì đâu đó khoảng từ 6 cho đến 7 thì cái dinh dưỡng nó bắt đầu là những cái cột này nó bắt đầu nó lớn, cái đường nó đậm hơn, có nghĩa là khả năng hấp thu của cây trồng nó lớn hơn. Còn mà con mình thấy cái lượng mà sau 5.5 nè thì đa số dinh dưỡng là những cái đường nhỏ nhỏ không, có nghĩa là khả năng hấp thu của cây trồng nó ít đi, nó chỉ có hấp thu được sắt với nhôm thôi. Như vậy thì đây là trong điều kiện đất phèn, và phèn sắt và phèn nhôm này quý vị, thì khả năng hấp thu nó cao hơn thì cây trồng sẽ gây ra ngộ độc sắt và nhôm ha. Rồi những cái đường từ khoảng từ 5.5 cho đến 6.5 cho đến 7 này thì đây là những cái dưỡng chất đều ở những cái đường lớn hết là có thể hấp thu được tốt, thì cái acid humic nó cũng sẽ góp phần trong cái việc này. À, thì tác dụng của nó cũng có thể tan trong acid, có thể tan trong kiềm, đặc biệt đối với cái acid fulvic thì tí xíu nữa ở cuối bài này chúng ta có nói một tí xíu về cái fulvic nữa. Thì nó sẽ phóng thích và nó tạo điều kiện, đặc biệt là đối với những cái vi lượng, thì trong điều kiện này nếu mà có acid humic thì đất đai nó ổn định về độ pH thì cái vi lượng nó được phóng thích tốt hơn và cây trồng chúng ta hấp thu vi lượng tốt hơn. Thì ý ở đây là như vậy. Rồi đây là vai trò đối với đất nha quý vị. Thì bây giờ đối với vai trò của cây trồng thì cái acid humic nó sẽ làm gì đây? Thì quý vị sẽ thấy những cái điều nó rất là quy diệu nha. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải hỗ trợ thì mới có thể tạo điều kiện cho cái acid humic nó phát triển tốt cho cây trồng của chúng ta. Đầu tiên thì cái này thì tăng khả năng nảy mầm. Thì đây là một cái tác động của acid humic để bà con mình biết thêm ha. Thì chủ yếu cho những cây chuẩn bị nảy mầm thì cái này tác động trước khi trồng cây rồi. Một cái chúng ta thấy rõ nhất đối với bộ rễ đó là cải thiện bộ rễ. Thì bà con biết là thông qua cơ chế của đất lúc nãy đó là nó sẽ tạo ra không khí độ thông thoáng và nó giữ ẩm trong điều kiện của đất. Thì chính những cái điều kiện thông thoáng và có độ ẩm này thì đây là cái cơ sở quan trọng nhất để cho cái rễ cây trồng nó phát triển ra. Và ngoài ra thì cái humic nó cũng có tạo lông hút nữa quý vị. Tạo lông hút thì cái khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng mình nó tốt hơn. Thì đây chính là cái điều kiện mà tại sao chúng ta luôn luôn trong điều kiện chúng ta phục hồi cây sau thu hoạch, phục hồi cây suy yếu hay là trước tất cả những giai đoạn mà chúng ta sử dụng phân bón thì đều có sự tham gia của humic trước đó, hoặc là tham gia cùng một lúc, thì lúc đó cái rễ cây trồng nó mới khỏe thì nó mới hấp thu được cái phân bón. Chính vì vậy thì đây là cái đặc điểm quan trọng nhất để bà con mình nhận diện mỗi khi bà con mình cần phát triển rễ cho cây trồng thì acid humic phải là ưu tiên hàng đầu. Thì đó là cái cách mà chúng ta biết là khi nào chúng ta sẽ xài humic, là nó nằm ngay chỗ cái tác động này đây. Rồi một cái tác động tiếp theo nữa thì giống như vai trò của đất lúc trước thì bà con đã thấy thì cái hợp chất humic này thì nó đã giữ cái dinh dưỡng trở lại rồi. Thì vậy thì đối với bộ rễ của cây trồng, khi mà cây trồng có rễ thì nó sẽ tạo điều kiện để nó phóng thích ra những cái dưỡng chất này cho cây trồng chúng ta hấp thu tốt hơn. Thì rõ ràng thì cái việc này nó diễn ra nhanh hơn, thì rõ ràng có humic thì cây trồng sẽ phát triển nhanh hơn do những cái dưỡng chất này là những dưỡng chất dễ tiêu, và cái humic nó làm cái vai trò trung gian để nó hỗ trợ cho cây trồng hấp thu nhanh hơn. Và thêm một phần nữa thì dinh dưỡng của cái humic nó đã là cái thức ăn cho vi sinh vật có lợi rồi, cho nên là khi vi sinh vật nó phát triển thì nó cũng sẽ tạo ra những dưỡng chất và nó cung cấp ngược lại cho cây trồng chúng ta. Thì đây là những cái cơ chế mà cộng gộp
của từ axit amid tới vi sinh vật và tới bộ rễ của cây trồng của chúng ta. Một cái ý này nó sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề mà bà con mình thăm hỏi ha, là axit amid có khả năng tăng hiệu quả phân bón thông qua những cơ chế nào ạ? Thì bà con thấy là cái sự phát triển nó kích thích bộ rễ nè, thì chắc chắn có rễ là cây trồng hấp thu dinh dưỡng tốt rồi. Thì ngoài ra cái axit amid nó sẽ tham gia rất là nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ không thấy nhưng mà chúng ta phải biết, đó là axit amid sẽ bẻ gãy các liên kết của dinh dưỡng để giúp cho cây trồng hấp thu tốt hơn. Có nghĩa là bà con mình hiểu nôm na là dinh dưỡng cung cấp vào thì không thể nào cây trồng sẽ hấp thu ngay lập tức liền, mà nó phải thông qua những phản ứng, thông qua những trao đổi thì nó mới trở thành những cái dạng dinh dưỡng mà cây trồng có thể hấp thu được. Thì trong đó có sự tham gia của humic, nó sẽ làm cái việc đó. Và ngoài ra humic sẽ xúc tác và vận chuyển luôn cho những cái dinh dưỡng này vào trong cây nhanh hơn. Thì nếu như bà con mình đã xem về cái bài hữu cơ của chúng tôi rồi thì chúng tôi nói là cái hữu cơ, chất mùn hữu cơ, thì trong chất mùn này cũng có cả axit humic trong đó, thì nó sẽ là một cái trung gian ở giữa để mà cho dung dịch đất và cái hệ rễ của cây trồng được trao đổi dinh dưỡng tốt hơn. Thì có sự tham gia của humic này ở đó, thì như vậy thì nó đã xúc tác và nó vận chuyển dinh dưỡng từ bên ngoài dung dịch đất đi vào dung rễ, và nó bẻ gãy các liên kết của những cái dinh dưỡng để trở thành dạng dinh dưỡng dễ hấp thu. Chính vì vậy thì bắt buộc axit humic bà con phải kết hợp chung với những dạng dinh dưỡng khác, hoặc là bà con phải sử dụng trước để mà nó có thời gian nó hoạt động, tạo ra bộ rễ tốt rồi chúng ta cung cấp dinh dưỡng lại rõ ràng nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đây chính là lý do tại sao mà cây trồng sau khi xíu chúng ta cũng phải dùng axit humic để tạo rễ. Trước tất cả những đợt dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, chúng ta cũng phải dùng axit humic để tạo rễ trước đó, hoặc là chúng ta kết hợp cái axit humic cùng với những cái lọ phân bón này. Rồi như vậy là ngay vị trí này cũng đã trả lời cho bà con được là axit humic có kết hợp được hay không ha. Đương nhiên là kết hợp được, và thậm chí bà con mình nên sử dụng trước để cái hiệu quả sử dụng phân bón nó hiệu quả hơn. Và đương nhiên là axit humic thì có thể kết hợp với NPK, có kết hợp với phân hữu cơ, thậm chí kết hợp với lân bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta nhớ cái cơ chế tác động đó là chúng ta nên sử dụng axit humic trước để tạo ra sự thông thoáng, tạo ra bộ rễ, tạo ẩm độ trước đó, rồi sau đó chúng ta sử dụng phân bón vô chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn ha. Tại vì tùy theo cái lượng axit humic và bà con cung cấp cho cây trồng, cũng như điều kiện đất đai có thật sự thông thoáng hay không. Nếu mà đất đai đã có một phần thông thoáng rồi, axit humic vào nó sẽ làm việc nhanh hơn. Còn nếu mà đất bị ẩm ướt mà bà con mình tác động axit humic vô thì không thể nào nó hoạt động trong một thời gian ngắn hiệu quả lượt liền quý vị ha. Như vậy thì sẵn trong cái ý này thì chúng tôi nhắc thêm với bà con chúng ta, đó là nếu mà đất đai mình đang bị ướt, đang bị lèn rồi thì bà con mình không nên tác động axit humic liền, tại vì nó sẽ tạo ra một cái nền ẩm lớn hơn nữa. Cho nên là bà con phải để đất khô, và chúng ta sẽ dùng cái biện pháp vật lý là chúng ta cào xới nhẹ, rồi chúng ta để cho cái điều kiện không khí cũng như là nắng nó sẽ tạo ra cái điều kiện háo nước cho đất và rễ của cây trồng, rồi sau đó chúng ta cung cấp axit humic lại thì nó mới mang lại cái hiệu quả tốt. Còn nếu mà đang ngập úng, đang lèn rồi xong rồi bà con mình tác cái humic vô liền là bảo đảm nó sẽ không có một cái tác động tốt ngay lập tức trong cái thời điểm đó đâu. Thì đây là muốn nhắc thêm với bà con chúng ta là liên quan tới việc chúng ta sử dụng axit humic. Rồi kính thưa bà con thì sẽ giải quyết thêm một cái thắc mắc của bà con nữa là cái axit humic có thể cung cấp qua lá được hay không. Chúng tôi vẫn khẳng định một điều đầu tiên, nếu mà không hiểu rõ về axit humic thì đừng bao giờ phun qua lá. Nó có những điều như sau ha, thì chúng ta sẽ phân tích về mặt khoa học trước nè. Thì trong tất cả những tài liệu khoa học người ta công bố á, thì axit humic có khả năng kích thích lá phát triển. Như vậy là trong điều kiện này chúng ta có thể cung cấp rồi, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Thêm một cái ý nữa là cái khi mà cái humic mà nó hấp thu qua lá quý vị, thì nó có thể bằng với hấp thu qua vùng gốc hoặc là cao hơn rất nhiều lần so với chúng ta cung cấp qua vùng gốc nha. Nhưng không phải lúc nào cũng tốt, có nghĩa là điều kiện mùa mưa là lá đã ướt rồi, vùng gốc cũng ướt, trên thân cây cũng ướt mà bà con mình tác động humic vào, thì đó là những cái dinh dưỡng để cho vi sinh vật nó phát triển, có thể gông nghiêu cũng phát triển. Và bà con mình biết thì axit humic nó sẽ có một cái màu từ nâu đến đen, thì như vậy nếu mà nó bám đều trên mặt lá thì nó sẽ gây giảm quang hợp, tại vì nó không có nhận được ánh sáng nhiều ha, thì đó cũng là một cái phần ảnh hưởng đến cây trồng của chúng ta. Tuy nhiên ngược lại trong điều kiện mùa nắng, để mà chúng ta giữ cho cái màu lá nó xanh đẹp và khả năng hấp thu dinh dưỡng cao, thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung axit humic qua dùng lá. Nhưng mà cách đó thì bà con hiểu về rõ về axit humic á, thì chúng ta phải lựa những cái sản phẩm chất lượng mà có hàm lượng axit humic và phun humic hợp lý, và chúng ta phun một cái lượng lỏng qua lá của cây trồng ở những cái thời điểm mà lá nhất định thôi, chứ không phải là lá lúc nào cũng phun được, và đặc biệt là trong giai đoạn trái thì nhất khoát là không phun được.
Bạn này phải sử dụng theo cái kinh nghiệm, cũng như là chúng ta có rất là nhiều những cái sản phẩm mà chứa axit humic trên thị trường, thì không phải sản phẩm nào cũng tốt trong giai đoạn này đó. Thì mong là bà con sẽ hiểu rõ về cái phần này ha. Rồi, kính thưa quý vị, thì nãy giờ mình có nhắc tới một cái loại, đó là cái axit humic. Thì ra đây cũng là một cái thành phần của chất mùn hữu cơ, có nghĩa là ở nơi nào có mặt của axit humic thì cũng sẽ có mặt của axit humic. Cho nên là những cái chức năng và vai trò đối với đất thì cái axit humic nó cũng tương tự, nhưng mà chẳng qua là cái thành phần nó ít hơn ha. Tuy nhiên thì đối với cái axit humic thì cây trồng có khả năng hấp thu cao hơn gấp 5 lần so với humic. Lý do là cái phân tử lượng của nó nhẹ nên nó dễ hấp thu và nó rất là dễ tan. Thì ở đây bà con có thể thấy là cái axit humic có thể tan được trong môi trường axit nè, tan được trong môi trường kiềm và cả môi trường trung tính luôn. Và cái phân tử lượng của nó nhẹ quý vị, cho nên là nó có thể lượn qua bất cứ tế bào nào ha. Đây, trọng lượng phân tử thấp nên dễ dàng di chuyển trong cây, có nghĩa là nó di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác nó vẫn di chuyển được. Chính vì nó phổ biến và nó di chuyển được á, và nó có thể tan được trong bất cứ môi trường nào, cho nên thì cái axit humic sẽ tham gia vào rất là nhiều cái quá trình trao đổi chất ở trong tế bào. Thì như bà con trước đây chúng tôi đã từng nói đó, cái gì mà liên quan tới sự trao đổi chất là cái đó nó tốt cho cây trồng, thì axit humic nó cũng đóng góp một phần vào cái việc đó. Và đối với rễ thì axit humic nó sẽ có một cái tác động rất là rõ, đó là sẽ làm dài rễ, phát triển rễ mới và tạo lông hút nha. Thì đây là những cái phần rất là quan trọng ở phía ngoài đầu rễ để mà tạo điều kiện cho cây trồng chúng ta hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, là do những cái rễ mới này, do những cái lông hút này ha. Đó là điều kiện tại sao mà chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm chứa axit humic và axit humic trong cái điều kiện trước khi chúng ta bón phân hoặc là phải tạo rễ cho cây trồng ha. Rồi, một cái phần nữa thì phun quýt nó có, thì cũng đã chia sẻ với bà con mình lúc nãy giờ ha, đó là khả năng tích nước trong trái của cây trồng là có, nếu như bà con mình cung cấp qua dùng lá hoặc là cung cấp với dùng gốc mà khá nhiều á, thì nó cũng sẽ tạo ra cái điều kiện này. Cho nên là không phải lúc nào cũng có thể xài được phun quýt là như vậy. Rồi, những cái ý cuối cùng đó là cái axit phun quýt thì nó sẽ hòa tan được những cái muối khoáng khó tan ha, có nghĩa là trong đất chúng ta có rất là nhiều dạng dinh dưỡng khó tan, thì axit phun quýt thì nó sẽ tham gia để mà hòa tan những cái chất này để cây trồng hấp thu, và nó sẽ giải độc những cái độc tố. Tuy nhiên thì cái axit humic thì nó rất là ít trong cái đất cũng như là những cái sản phẩm mà chúng ta bổ sung. Cho nên là nếu mà có giải độc thì nó cũng đâu đó một phần nào đó thôi. Chứ nếu bà con mình lạm dụng vô cơ hay là những cái chất độc từ thuốc bảo vệ thực vật hay là những cái hóa chất đổ gốc thì axit humic cũng không thể nào giải hết hoàn toàn được đâu. Thì đây là những cái ý thêm mà để cho bà con chúng ta rõ thông tin. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là một số cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được trong thời gian qua. Đó là cây trồng của mình thì nên sử dụng cái công thức NPK nào, rồi chúng ta nên rải là cái lượng là bao nhiêu, rồi bao nhiêu lần lặp lại thì cũng giống như những cái công thức hữu cơ trước đây. Rồi ra hoa thì bón công thức nào, rồi đậu trái bón công thức nào, rồi giai đoạn cây tơi bón công thức nào. Thì đối với những cái dòng NPK thì nó sẽ hơi phức tạp hơn hữu cơ là chỗ đó quý vị, có nghĩa là từng giai đoạn thì nó sẽ có những cái công thức phù hợp riêng. Và cái việc khó chọn thì hầu như là cũng được giải quyết giống như những cái lần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi. Tuy nhiên thì bà con vẫn có thăm hỏi là NPK thì có chọn được hay không, thì chúng ta sẽ trả lời luôn trong cái quá trình chúng ta tìm hiểu trong video này. Rồi, sau đây thì xin mời bà con cùng kênh Kỹ thuật Công nghiệp Mekong Agri chúng ta tìm hiểu và trả lời những câu hỏi này nhé. Kính thưa quý vị, thì trước khi chúng ta đi tìm hiểu thì chúng ta sẽ xem lại cái kiến thức là NPK là gì. Thì thật ra thì trước đây thì bà con đã biết là chúng ta thường sẽ sử dụng phân đơn là chủ yếu. Thì cái NPK chính là xuất phát từ nhu cầu khi bà con phối trộn lại từ những dòng phân đơn để tiện dụng trong cái quá trình mà chúng ta bón cho cây trồng của mình. Chính như vậy thì cái NPK chính là cái phân bón gốc mà chứa các đa lượng cần thiết giống như là đạm, lân và kali ở dạng là phân phối trộn hoặc là phân phức hợp. Thì nó sẽ có hai dạng tồn tại. Thì đương nhiên NPK là cái mục đích chính của mình, đó là cung cấp dinh dưỡng, đặc biệt là những cái đa lượng. Và sau này thì nó sẽ có thêm những cái thành phần TE. Thì đây chính là cái dòng NPK phổ biến và cái giá trị chức năng của nó. Đối với cái NPK thì dòng phân phối trộn của quý vị thì chúng ta sẽ nhắc lại thôi, chứ cái này thì quý vị cũng đã rất là rõ rồi. Đó là chúng ta phối hợp dòng UG, DB và kali lại trong một cái sản phẩm thì gọi là NPK phối trộn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì những cái dòng này nó phối trộn với nhau quý vị, thì nó sẽ theo một cái kích thước hạt nào đó, mà để tiện cho cái việc phối trộn thì người ta sẽ sử dụng cái UG ở dạng hạt lớn ha. Cái DB thì thường thường là bà con sẽ thấy là DB màu xanh, DB màu đen hoặc là DB màu trắng đục, thì cái loại nào cũng được tùy theo cái nhà sản xuất người ta lựa chọn cái DB dạng nào. Cái thứ ba đó là kali, thì thường thường trong những cái công thức phối trộn thì người ta sẽ dùng cái kali miễn ha. Thì đương nhiên kali mình sẽ có hai dạng là dạng bột, là bà con mình gọi là muối ớt
thứ hai đó là dạng miễn, thì người ta sẽ dùng cái dạng miễn này để người ta phối trộn. Vì vậy thì nếu như bà con mình muốn trộn cái NPK với những cái sản phẩm phân bón khác thì cũng nên có những cái kích thước hạt đồng nhất như thế này để chúng ta trộn nó đều và nó sẽ dễ cho cái việc mà chúng ta thao tác ở ngoài cái vườn của mình hơn. Thì đó là một mà trả lời cho bà con mình một câu hỏi đầu tiên nha. Rồi ngoài ra thì đối với NPK thì gần đây thì người ta sẽ trộn thêm những cái thành phần vi lượng trong đó luôn quý vị. Thì hầu hết là tất cả những sản phẩm NPK bây giờ thì mình đều thấy có cái UTE hết, thì đó là chính là cái thành phần vi lượng. Thì đó là nó cách mà người ta sẽ tạo ra một cái bao NPK phối trộn là như vậy. Còn như vậy thì khi mà người ta đã phối trộn như thế thì cái chức năng nó sẽ như thế nào quý vị? Cái việc này thì nhà sản xuất họ sẽ thay mình trộn sẵn theo cái công thức mà chúng ta mong muốn ha. Tiện dụng có nghĩa là bà con chỉ cần xác định cái lượng mình cần xài là bao nhiêu, và chúng ta ra chúng ta mua đúng cái số lượng đó, rồi chúng ta chỉ việc đem ra vườn mình khôi bao và mình giải thôi. Chứ không có cực công như ngày xưa là phải mua riêng UG, DB, Kali rồi về phải chảy ra ra tự đổ vô tự chọn. Thì lúc đó thì nó sẽ dư, nó thừa, rồi tùm lum, mất cái thời gian và cái công sức của chúng ta. Thì cái NPK phối trộn thì cái mục đích nó là như vậy. Đương nhiên thì cái này là do cái phối trộn cho nên nó vẫn là những cái loại phân khác nhau và có độ tan khác nhau, cho nên là cái việc phân bố nó sẽ chắc chắn là sẽ không đều. Cái không đều ở đây không phải là nói bà con mình gãi không đều, mà cái không đều ở đây là do cái thành phần trên mỗi một cái loại NPK thì hàm lượng đạm lẫn kali đã không giống nhau. Cái thứ hai là khi bà con mình đã phối trộn ở dạng phân đơn như thế này thì trong cái thành phần phân đơn bản thân nó đã cái tỷ lệ nó đã không đồng đều rồi. Ví dụ như chúng ta lấy đơn giản nhưng mà đạm ở trong NPK thì nó nằm trong cả UG và cái DB thì nó khác nhau rồi, đúng không? Vậy thì cái tỷ lệ hạt DB và cái hạt UG trong cùng một bao nó đã không giống nhau rồi. Cho nên thì cái độ không đều là nó nằm ở đây. Chúng ta cho là điều kiện lý tưởng là bà con mình gãi ra đều tay hết ạ. Rồi thì đây là chính là cái phân phối trộn nha. Rồi nếu mà về phức hợp thì nó sẽ như thế nào? Thì kính thưa quý vị thì cái phức hợp thì chắc là gần đây nếu mà con trên trang trái thì bà con cũng đã nắm được hết rồi. Thì cái phức hợp hiện nay thì người ta khuyến cáo trên cho tất cả các loại cây trồng chứ không riêng về cây ăn trái. Tuy nhiên thì cái cây ăn trái thì bà con chọn nhiều hơn. Thì đây là cái dạng tồn tại là một hạt một màu. Thì người ta sẽ kết hợp giữa đạm lẫn kali trong cùng một viên luôn, chứ nó không có gợi gã như lúc nãy. Cái dạng phối trộn á thì nó là ba cái loại trên cùng một bao. Thì với cái dạng phức hợp này thưa quý vị thì ba cái thành phần đạm lẫn kali và cái vi lượng của mình nó sẽ nằm trong cùng một hạt luôn ha. Và nó sẽ có rất là nhiều những cái công nghệ để mà tạo ra một cái viên phân khác nhau á, thì chúng ta sẽ không có trình bày đây. Tuy nhiên là cái hạt phân mà bà con mình hay gặp đó ha, nó cái viên tròn tròn bóng bóng mà kích thước nó tương đối đều nhau đó, thì cái đó là cái hạt tháp cao đó quý vị. Thì chúng ta sẽ không có trình bày cái sản phẩm công nghệ nào nó ở đây. Bà con chỉ biết là cái sản phẩm một hạt một màu thì nó đồng những cái gì và trong đó nó đã có đạm lẫn kali trong đó rồi và cái vi lượng trong đó rồi, chỉ vậy thôi. Thì với cái dạng phức hợp như thế này quý vị thì nó cũng sẽ tiện dụng giống như cái việc mà phối trộn. Tuy nhiên thì nó sẽ khác biệt một điều, đó là cái độ tan và cái độ đồng nhất nó sẽ cao hơn. Lý do là cái đạm lẫn kali và cái vi lượng nó đã nằm chung cùng một hạt rồi, thì nếu như bà con mình gãi đều tay thì nó sẽ tan giống nhau, tại vì tất cả các hạt thì cái thành phần nó giống nhau rồi thì nó tan giống nhau và cái độ phân bố nó sẽ đều hơn. Kính thưa bà con thì đối với NPK thì chúng tôi sẽ phân loại theo cái tỷ lệ thành phần. Thì ở đây chúng tôi sẽ chia ra bốn nhóm như thế này quý vị. Thì cái đây là mô phỏng là cái lượng đạm nó cao hơn B và K ha, thì mình gọi là cái sản phẩm NPK đạm cao ha. Nhóm thứ hai đó là N và B nó cao hơn kali cho nên là chúng tôi gọi là nhóm đạm và lân cao. Rồi nhóm thứ ba đó là nhóm, ở đây bà con mình thấy kali cao hơn N và B ha, thì đây là nhóm NPK kali cao. Rồi còn một nhóm nữa đó là ba số nó bằng nhau, có nghĩa là hàm lượng đạm lân kali như nhau. Như vậy thì bốn nhóm này nó sẽ có những chức năng và nhiệm vụ riêng của nó cho từng loại cây trồng ở từng giai đoạn. Thì bà con sẽ tìm hiểu từng nhóm, như vậy thì mình sẽ dễ liên kết thông tin hơn. Rồi sau đây chúng ta sẽ bước vào từng nhóm nha. Kính thưa bà con thì đầu tiên thì đối với cái nhóm NPK đạm cao đó quý vị, thì có nhóm công thức phổ biến như bà con thấy sẽ là 30-10-10 nè. Rồi sau đó thì biến tướng ra nó thì 30-9-9. Nhóm thứ hai đó là cái 20-10-10, thì đây là những cái dòng công thức phổ biến mà cái lượng đạm nó cao hơn gấp 2 lần cho đến 3 lần so với cái lượng lần mà kali, thì đây như mà con thấy nè, 30-10-10 là đạm nó gấp 3 lần so với lần mà kali ha. Còn cái 20-10-10 thì đạm nó sẽ gấp 2 lần so với lần mà kali, thì cái những cái tỷ lệ công thức này chúng tôi gọi là tỷ lệ 3-1-1 và tỷ lệ 2-1-1 ha. Thì tại sao nó lại có những cái kiểu công thức mà nó khác nhau xa như vậy, để mục đích gì? Kính thưa quý vị và quý bà con thì nói chung cho tất cả những dòng NPK mà đạm cao thì đạm thì chủ yếu chúng ta để phát triển thân lá và chúng ta dùng cho cây tơ là chủ yếu ha. Thì với các dòng NPK này thì bà con hoàn toàn có thể kết hợp với hữu cơ,
để mình gãy, hoặc là chúng ta tưới trong giai đoạn cây con á, mà trong cái giai đoạn như là bà con nhớ lại cái video mà mình khuyến cáo mà cây trồng từ trồng lúc 3 tháng đó, thì chúng ta có thể pha và chúng ta tưới sau khi mà đã cung cấp đầy đủ phân huyết và phân hữu cơ trước đó, thì chúng ta vẫn có thể tưới những cái dòng gạo cao này. Hoặc là chúng ta cung cấp cho giai đoạn mà cây đọt nó nhú đầy đủ, cái gì có nghĩa là sau một cái quá trình kích thích tạo dinh dưỡng thì cây nó bung cây mới, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đạm cao, anh đạo bk đạm cao vào trong cái giai đoạn đó. Ngoài ra thì những cái dòng đạm cao này thì người ta lại chuyên dùng cho nhóm rau ăn lá đó, cái gì, tại vì nó sẽ giúp cho cái lá nó xanh nó mỏng để đảm bảo được cái chất lượng và cái đặc tính của cái rau ăn lá. Ngoài ra thì cây lớn của mình có nghĩa là cây sau cái giai đoạn thu hoạch thì người ta sẽ làm dọn vườn và thu gom sâu bệnh và tỉa cành, thì sau đó người ta sẽ cung cấp một cái dòng đạm cao để cho cây mình nó phục hồi nhanh hơn. Thì đây chính là cái nhiệm vụ và chức năng chính của cái nhóm NPK đạm cao. Vậy thì đơn giản như thôi để bà con mình dễ hiểu ha, dễ nhớ ha. Rồi như vậy thì mới mốt biết là cây con mình là nên mình đi kiếm những công thức nào ấy ha. Tuy nhiên thì nó sẽ có hai công thức 30 10 và 20 10 ở đây. Thì sẽ giải thích thêm cái xíu cho quý vị về hai cái nhóm này. Thì kính thưa bà con, thì cái dòng đạm cao hiện nay cao nhất mà về dòng phân bón gốc và những cái dòng xung quanh công thức này, thì nếu mà đạm quá cao á thì ở dạng NPK thì khả năng hấp thu cây trồng nó cao hơn so với dạng đạm đơn, và như vậy thì vô tình nó sẽ làm cho mỏng lá cây, và nếu mà trong điều kiện mùa mưa thì nó rất là dễ bệnh quý vị, do cái độ mỏng lá thì nấm bệnh nó sẽ dễ tấn công, hoặc là côn trùng á nó sẽ thích hơn cho những cái lá mỏng và non này, thì cái khả năng dịch hại nó sẽ đến với cái vườn mình nó cao hơn. Thứ hai nữa, nếu mà cái nồng độ cao của đạm á thì khả năng nó gây cháy rễ trong điều kiện nắng và mưa là rất là cao. Thì bà con mình lưu ý về cái việc này. Thì với cái đạm cao này thì bà con có thể cung cấp cho cây trồng trong mùa nắng thôi, để mà chúng ta trừ hao cái việc mà bóp thoát của cái nắng nóng á, thì chúng ta có thể ưu tiên những cái dòng đạm cao như 30-10-10 ở trong cái giai đoạn mùa nắng thôi. Rồi với cái 20-10-10 thì như thế nào? Thì đối với cái dòng này thì cái đạm nó chỉ gấp đôi lân và kali thôi quý vị. Thì cái sự phát triển của cây nó ở một cái mức độ vừa phải, không quá bạo ha. Thì nó sẽ phát triển từ từ, thì nó phù hợp cho những loại cây mà cái sức khỏe nó đang tốt, nó không có quá suy. Hoặc là trong cái điều kiện mùa mưa mà con mình không cần cung cấp đạm quá nhiều thì chúng ta chọn cái công thức này. Thì nếu mà cung cấp đạm nhiều quá mà cây mình nó sử dụng không hết đi, thì nó sẽ chảy tràn đi và nó sẽ làm gia tăng cái chi phí và khả năng gây ô nhiễm cái nitrat ở trên cái nguồn nước mình cũng khá là cao. Trong cái tình trạng cần thiết bổ sung công thức NPK đạm cao thì bà con mình chọn 20-10 là dễ nhất, hoặc là những dòng công thức mà nó có một cái tỷ lệ tương ứng và nó gần với công thức này. Rồi, kính thưa bà con, thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái nhóm công thức, đó là đạm và ca lân cao luôn, chỉ có kali là thấp thôi. Thì thật ra nói như thế này thôi, chứ đối với nếu mà bà con ở đồng bằng sông Cửu Long thì nhìn công thức này biết liền ha. Nhưng mà chúng ta phải biết là trong đây là cái đạm và cái lân thì nó lại cao hơn kali ha. Thì cái 20-20-15 mình thì nó theo cái tỷ lệ là 4-4-3, có nghĩa là nó gần như là tương ứng như nhau, nhưng mà trong đây thì cái đạm và cái lân nó cao hơn. Và một cái công thức mà phổ biến mấy chục năm nay đó là cái công thức 16-8, nó theo cái tỷ lệ là 2-2-1, có nghĩa lúc này đạm và lân sẽ gấp đôi kali và đạm và lân ngang nhau. Thì đương nhiên bên cạnh đó, nếu mà cây lúa hoặc là rau màu thì bà con sẽ gặp thêm cái công thức nữa là 25-25 năm, thì công thức này cũng đã khá là lâu đời, nhưng mà phổ biến và xài nhiều thì chúng tôi thấy là có 20-15 và cái 16-8. Thì cái này nó đã quá phổ biến rồi, cho nên là sẽ không nói nhiều với bà con mình ở cái chỗ này. Như vậy thì đối với những cái dạng công thức này thì hầu hết là bà con mình sẽ xài hết cho tất cả những giai đoạn và cho tất cả những loại cây trồng, chỉ trừ đúng một cái giai đoạn là cây đang mang qua thôi ha. Tại vì nó vẫn là đạm cao và lân cao, nếu mà con đưa vào giai đoạn mang qua đó thì cái cây nó sẽ chuyển sang cái chế độ là kích thích ra đọt và nó sẽ không ưu tiên cho qua, thì cái khả năng ảnh hưởng qua và gây rụng qua nó có. Còn lại hầu như là tất cả những giai đoạn khác, phát triển thân lá và phát triển trái, thì bà con mình đều sử dụng công thức 16-8 được hết ha. Thì nói cái đây là một cái sự phổ biến của những công thức này, đặc biệt là đối với cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Rồi cái này thì chắc là không nói nhiều với bà con ha, tại vì nó cũng quá là quen thuộc rồi. Kính thưa bà con, thì sang một công thức nữa cũng khá là phổ biến gần đây, thì cái này chắc đã không còn xa lạ gì với bà con đang canh tác cây ăn trái rồi. Thì cái công thức mà ba số bằng nhau, có nghĩa là đạm lân kali theo tỷ lệ 1:1:1, thì chúng ta thấy phổ biến là có ba công thức là 3 số 15, 3 số 16 và 3 số 17. Thì đây là những cái dạng công thức mà có thể áp dụng cho tất cả các loại cây trồng và trong tất cả các giai đoạn luôn, tại vì cái sự cân bằng về dinh dưỡng đó, thì cây của mình nó sẽ phát triển ổn định và chúng ta sẽ hạn chế được tất cả các rủi ro. Và đây là cũng là một cái công thức mà để cho những bà con, những nhà vườn nào chúng ta chưa có kinh nghiệm sử dụng cái phân bón gốc nhiều, thì bà con sử dụng những công thức này nó sẽ an toàn cho cái vườn của mình hơn. Tuy nhiên thì sẽ có một cái khuyến cáo
đó là chúng ta không nên sử dụng công thức 3 số cho giai đoạn cây con và trái lớn. Nhưng mà thật ra nói thì nói như thế thôi quý vị, có nghĩa là nó sẽ không đạt được cái hiệu quả hoàn hảo, có nghĩa là cây con chúng ta cần đạm cao mà chúng ta đưa 3 số thì nó sẽ phát triển chúng ta thấy không rõ. Hoặc là trong cái giai đoạn chúng ta nuôi trái lớn, chúng ta cần nặng trái thì phải kali cao, thì lúc này đưa 3 số vô thì nó lại cũng không rõ, không có đạt được cái hiệu quả cao nhất, nhưng mà hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cây trồng. Thì có thể tùy theo cái giai đoạn của cây trồng cũng như là mùa nắng hay mùa mưa thì bà con có thể dùng NPK này và chúng ta kết hợp với một số dạng phân bón khác để mà đạt được cái hiệu quả và cái chức năng mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên thì với cái công thức 3 số thì nó tương đối dễ xài, thì bà con có thể xài bất cứ giai đoạn nào và cho bất cứ cái cây trồng nào cũng được. Rồi chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm công thức nữa. Rồi quá trời cây ăn trái đầy đủ gì ơi. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta nhìn số lượng trái cây này, có nghĩa là đây là một cái dạng công thức kali cao, thì nó sẽ tập trung cho giai đoạn nuôi trái quý vị ha. Thì ở đây chúng tôi đưa cái công thức này là đang sử dụng cho giai đoạn nuôi trái lớn. Thì chỗ này thì sẽ nói với quý vị chúng ta như thế này trước, có nghĩa là giai đoạn trái chúng ta tập trung nuôi trái là phải kali cao, tại vì kali có một cái nhiệm vụ là nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình trao đổi chất của cái cây trồng của mình, và nó sẽ cho cái cây trồng một tín hiệu đó là hãy tập trung nhiều dinh dưỡng vô và đưa vào kho chứa cất đi. Đó, thì thưa quý vị, thì cái kho chứa của cái cây trồng của mình bây giờ chính là cái trái nha. Cái kho sẽ lưu trữ hết tất cả những dạng dinh dưỡng mà cây trồng hấp thu được, chuyển vào trái hết, thì cái trái chính là kho chứa. Cho nên chúng ta đưa công thức kali cao vô là mục đích để cho cái quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh và dinh dưỡng được tập trung vào trái, để trái đạt một cái chất lượng và hiệu quả cao nhất và đạt cái khối lượng cao nhất có thể cho tất cả những loại cây trồng. Thì cái công thức sử dụng mà NPK kali cao này là cho những dạng cây ăn trái thu hoạch một lần, có nghĩa là xung quanh có thể một lần rưỡi hoặc hai lần như đó quý vị, nhưng mà nó sẽ tập trung ở một giai đoạn nào đó. Thì chúng ta cho thấy ví dụ như na, sầu riêng nè, rồi bưởi nè, bưởi xử lý ra qua nha chứ không phải bưởi trái chuyện nha, rồi măng cụt, mít, chôm chôm, thanh long, măng cụt gì đó, thì tất cả những loại này thì đều phải sử dụng công thức kali cao thì nó mới có thể đạt được cái chất lượng và cái độ nặng trái tốt nhất quý vị. Thì là cái mục đích của mình là như vậy. Thì bà con có thể tham khảo một số công thức như giống như là 12, 11, 18 nè. Thì làm sao mà cái hàm lượng kali nó cao hơn và thậm chí nó gấp đôi hai thằng kia cộng lại luôn quý vị. Thì đây là những cái dạng công thức để bà con mình có thể tham khảo. Rồi 15 năm 20, 15 năm 25 toàn bộ là đều là kali cao hết. Và thậm chí sau này là 15, 3, 25 luôn quý vị. Thì những công thức nào mà cái hàm lượng lân càng thấp, hàm lượng kali càng cao thì công thức nó càng rẻ. Và hoàn toàn có thể đảm bảo được cái hiệu quả sử dụng trong cái giai đoạn này. Thì đây là những cái bà con có thể tìm hiểu. Thì thật ra thì thời gian qua thì đây là những kiểu công thức mà bà con chúng ta ít có thông tin nhất. Cho nên là nếu mà sau khi bà con mình xem video này thì đến cái giai đoạn xử lý cây qua thì bà con nên chú ý chúng ta tìm những công thức này trước, để mà đến cái giai đoạn mà cử phân cuối cùng hoặc là hai cử phân cuối cùng trước khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta phải sử dụng những công thức này thì nó mới có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất cho cái cây trồng của mình. Kính thưa bà con, thì tuy nhiên đối với dạng kali cao này thì chúng tôi tách ra thêm một cái ý nữa, cho riêng một nhóm cái những cái cây trồng mà nó có đặc tính hơi khác biệt hơn một tí xíu. Thì đó là những cái cây trồng mà nó có cái thời gian phát triển trái ngắn, giống như ổi hoặc tắc nè. Trái này trái tắc ngọt nha quý vị, tại vì không tìm được trái tắc chua của mình ha. Thì thời gian phát triển trái nó ngắn và nó có một cái đặc tính đó là nó ra trái liên tục quý vị, có nghĩa là ổi mình mà có trái lớn nè, rồi trái mới ra, thậm chí ra qua nữa. Và thu hoạch thì bắt đầu ổi mà nhảy vô thu hoạch là cái 5-7 ngày các lần, 5-7 ngày các lần. Và tắc cũng vậy, nó tắc thậm chí là 2-3 ngày các một lần rồi. Thì nếu mà như vậy thì phải có một cái công thức nào mà nó phù hợp cho những cái loại cây này ở trong cái giai đoạn đó. Thì ở đây chúng tôi vẫn gọi là công thức kali cao, nhưng mà bà con mình xem á, đây là cái tỷ lệ đạm và cái tỷ lệ kali là nó ngang nhau, nhưng mà cái hàm lượng lân thì nó lại thấp hơn. Thì cái công thức này nó tương ứng tỷ lệ là 2:1:2 đó quý vị, có nghĩa là lúc này là đạm và kali nó cao ngang bằng nhau nhưng mà nó gấp đôi so với dinh lượng lân. Thì chúng ta tập trung chúng ta nuôi trái cho những cái dạng cây nào mà nó cho thu hoạch nhiều lần như thế này, và trong một cái quá trình đó thì cây nó phải mang trái nhỏ và trái lớn, thì bà con có thể sử dụng những dạng công thức này, hoặc là bưởi cho trái chiền cũng được quý vị. Bưởi mà không phải dạng xử lý ra qua tập trung mà cho trái chiền á, thì cứ tháng nào cũng có bẻ thì bà con có thể sử dụng những dạng công thức này, hoặc là công thức 3 số mà để chúng ta sử dụng ha. Kính thưa bà con, thì ngoài cái việc mà bốn nhóm của những cái dạng phân bón gốc này ra thì cái NPK của chúng ta nó vẫn tồn tại trên hàng loạt những cái sản phẩm về phân bón lá rất là nhiều quý vị. Thì có thể nó là những cái dạng phân bón lá hòa tan và thậm chí có thể tưới gốc luôn, ví dụ như là ví dụ như sản phẩm đạm cao này, cái 33, 11, 11 thì có thể tưới gốc được này.
có thể phun qua lá được, thậm chí là xài cho cây rau ăn lá là rất là tốt luôn quý vị. Hoặc là những cái dòng chiên nhiệt tạo mầm thì nó vẫn là nhóm công thức NPK 10-55-10 thì nó chuyên dùng để phun tạo mầm cho cây. Thì đây là những cái dạng NPK tồn tại dưới dạng gói, và thậm chí là nó tồn tại dưới dạng nước, mà ở Việt Nam thì nó đăng ký theo hình thức là phân bón lá quý vị, thì rất là nhiều, đa dạng hơn phân bón gốc rất là nhiều lần. Tuy nhiên thì chúng ta lại không có nhắc ở đây, tại vì khi mà chúng ta bổ trợ bằng phân bón lá, nó không phải chuyên về phục vụ cho dùng rễ rồi, cho nên là chúng ta sẽ không có nhắc trong video này. Thì có thể chúng tôi sẽ làm một cái video riêng cho những cái dòng phân bón dạng nước hoặc là cung cấp qua lá, thì sẽ làm ở một cái video khác thì nó sẽ rõ ràng hơn. Ngoài ra thì cái NPK mình có thể tồn tại ở dạng phân bón lá mà kết hợp giữa NPK và TE, thì bà con cũng thấy cái dạng này. Thì cái này thì nó cung cấp qua lá thôi quý vị, thì nó cũng chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, chứ nó cũng không thể nào mà phát triển tốt bằng cách là chúng ta cung cấp qua rễ được. Rồi bây giờ thì sẽ nói với bà con mình tí xíu về cái khuyến cáo về lượng bón nha. Lẽ ra thì chúng tôi sẽ không làm cái bước này, nhưng mà nếu mà không làm bước này thì những bà con nào mới trồng cây ăn trái là không biết đường đi mua phân là mua bao nhiêu là đủ. Thì kính thưa quý vị, thì cái việc mà chúng ta bón phân cái hàm lượng bao nhiêu thì nó sẽ tùy thuộc vào chúng ta có phối hợp với những cái loại phân khác hay không. Thì NPK chúng ta hoàn toàn có thể phối trộn cùng với những loại phân bón mà có những kích thước hạt tương ứng ha, và chúng ta bổ sung hay là bón tập trung. Rồi cái thời điểm chúng ta bón là cái đường kính tán của cây chúng ta là bao nhiêu, rồi tùy theo đất đó là nghèo dinh dưỡng hay giàu dinh dưỡng, và đó là loại cây trồng gì đó, và cái mùa vụ là mùa nắng hay mùa mưa, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, cho nên là không thể nào đưa một cái con số cụ thể về lượng phân là bao nhiêu được. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm và cũng như là cái sự chia sẻ của bà con nông dân của chúng ta, thì chúng tôi sẽ để một cái con số trung bình ở đây để cho những bà con nào mới bắt đầu canh tác cây ăn trái chúng ta biết đường tính cái lượng mà để mà chúng ta chuẩn bị cái phân bón cho cái vườn của mình. Mục đích của chúng tôi là như vậy. Thì đối với những loại cây mà dưới 1 năm đó quý vị, thì cái lượng bón nó rất là thấp, nó đâu đó khoảng từ 20 cho đến 70 gram trên một cây trên một lần thôi. Thì cái này cũng là trên cơ sở thì bà con mình ít sử dụng cái NPK cho cái cây ăn trái, cho nên là chúng tôi nói về cái lượng này. Thì có thể là cái 20 gram này nè quý vị, là trong vòng khoảng 2-3 tháng đầu đó, thì nó sử dụng cái lượng này nó không nhiều, chủ yếu tập trung đi hữu cơ thôi. Còn những cây mình lớn lên có thể là giai đoạn từ 9 tháng cho đến 12 tháng thì sau này mới cần nhiều cái NPK cho mỗi lần đi cơ đọt. Thì có thể là trong một năm bà con mình bổ sung đâu đó vài lần gì đó, thì một lần bón như vậy thì có thể khoảng từ 50g cho đến 70g, thậm chí 100g, tùy theo cái đường kính tán của cây nó đã phát triển đến mức độ nào, thì bà con có thể tính một cái lượng tương ứng như vậy. Và đối với những cây lớn hơn trong cái giai đoạn kiến thức cơ bản cây tơ ha, thì bà con có thể giải tầm khoảng 100g cho đến 200g cho những cây từ một năm trở về sau. Nó tùy theo cái đường kính tán càng rộng thì bà con mình gãi càng nhiều ha. Và cái nhu cầu dinh dưỡng tùy theo bà con mình tính, ví dụ như đợt đó mình tập trung mình đi cái NPK một lần để cho cây bung cây đọt thì mình gãi nhiều. Còn nếu như mình kết hợp chung với cái hữu cơ á, thì cái hữu cơ là cái nền chính rồi thì mình sẽ gãi ít. Rồi thì nó cơ bản là nó như vậy quý vị. Còn nếu như thì đối với cây lớn thì sao? Thì kính thưa bà con, thì đối với cây lớn còn phụ thuộc nhiều hơn nữa, thì nó vẫn là tùy theo bà con mình phối hợp với cái phân bón khác như thế nào, và cái lần đồng bón đó là tập trung NPK hay không, hay là chỉ là một phương pháp bổ trợ thôi. Đường kính tán của cây lúc đó là bao nhiêu và cái tổng số lượng trái trên cây là bao nhiêu. Thì mỗi một loại cây vào một cái đợt trái gì nó đều có những cái khuyến cáo trên bao bì. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nói những cái điều kiện đó ở đây để bà con mình tính toán. Và còn một cái rất là quan trọng nữa là nó sẽ phụ thuộc vào số lần mà bà con mình dự định bón cho một mùa trái. Những người ta chia 4 lần bón trên một mùa trái thì cái lượng bón mỗi lần khác. Người ta chia làm 6 lần bón trên một mùa trái thì cái số lượng nó khác. Đó, ý là như vậy. Tuy nhiên thì trung bình đối với những cái đợt mà lúc mà trái nhỏ mới đậu khoảng chừng thời gian ngắn đầu tiên đó quý vị, thì trong 1-2 lần bón đầu thì bà con bón đâu đó khoảng từ 100g cho đến 200g trên cây thôi. Và cái này đương nhiên thì chúng ta sẽ có phối hợp với hữu cơ hoặc là một số chung nguyên lượng khác. Còn khi mà đến trái lớn tập trung để mà cung cấp dinh dưỡng nhiều hơn thì có thể lượng bón lên tới 200g cho đến nửa ký, tùy theo cây, tùy theo loại cây. Và thậm chí có những loại cây nó lớn và đã lâu năm rồi, ví dụ như sầu riêng quý vị, mà cây 7-10 năm mà cái lượng trái nhiều á, thì có thể một lần bón là 1-2kg là nó cũng bình thường quý vị. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào tất cả những yếu tố này, cho nên là bà con mình sẽ quyết định. Và những con số này là những cái con số tham khảo để mà chúng ta ước tính trước cái giai đoạn đó để mà chúng ta chuẩn bị cái phân bón cho cái vườn cây của mình thôi. Kính thưa quý vị, quý bà con, thì đây là những cái câu hỏi mà bà con hỏi về kênh Kỹ thuật công nghiệp Mekong Agri trong thời gian qua rất là nhiều. Đó là cái hữu cơ nào là loại hữu cơ tốt nhất, cái lượng gãi khoảng bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp, và một năm như vậy chúng ta gãi bao nhiêu lần, hoặc là một cái cơi đọt như vậy thì mình phải gãi bao nhiêu lần.
rồi giữa bột và nguyên thì cái loại hữu cơ nào nó sẽ tốt hơn, rồi chúng ta có được phối trộn cái hữu cơ với những cái sản phẩm khác không, ví dụ như lân hay là humic hay là NPK hay là Chico Đạt Ma gì đó thì có chọn được hay không. Thì đây là tất cả những cái lý thuyết cơ bản mà bà con thăm hỏi khá là nhiều, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị và quý bà con chúng ta sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi này liên quan tới cái hữu cơ. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì để trước khi chúng ta giải thích những câu hỏi đó thì bà con chúng ta phải nắm được hữu cơ là gì. Đây là một cái chủ đề mà hầu hết là trong tất cả những cây ăn trái trong cái thời gian vừa qua là chúng ta luôn nhắc tới hai từ sản phẩm hữu cơ hay là hữu cơ hay là organic, thì nó là gì. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái hữu cơ đó là những cái hợp chất mà nó có cấu tạo từ các yếu tố tự nhiên. Đây là những cái sản phẩm sau những cái quá trình mà phân hủy sát bã thực vật, sát bã động vật, những cái hoạt động của hệ vi sinh vật hay là một số cái chất khác tồn tại trong đất của chúng ta. Thì các hợp chất hữu cơ này nó sẽ chứa các thành phần đa chung vi lượng cần thiết cho cái cây trồng ở dạng dễ hấp thu, để cây trồng chúng ta có thể hấp thu và phát triển được. Và bên cạnh đó thì nó sẽ là chứa những cái chất mùn. Đây là những cái chất mà không có những cái sản phẩm nào có thể cung cấp đầy đủ giống như một cái sản phẩm hữu cơ. Thì tí xíu nữa thì liên quan tới cái chất mùn này thì chúng ta sẽ giải thích trong cái hàm lượng chất hữu cơ nha. Thì đương nhiên ngoài ra thì nó sẽ có chứa những cái vi sinh vật có lại và một số cái chất khác. Thì chính vì những cái kết cấu đa dạng như thế này quý vị, thì cái chất hữu cơ thì nó sẽ giúp cho cái đất đai mà nó phát triển bền vững, giữ dinh dưỡng ổn định, và đây là những cái sản phẩm mà nó thân thiện với cái môi trường của cây trồng của chúng ta. Đặc biệt thì những dạng dinh dưỡng này thì nó sẽ nhả ra một cách từ từ, cho nên là nó cung cấp cho cây trồng một cách rất là an toàn, rất là bền vững cho cái cây ăn trái mình nếu như mà chúng ta muốn phát triển lâu năm. Thì đây là những cái cơ bản mà chúng ta hiểu về cái hữu cơ. Như vậy thì hữu cơ nó sẽ có bao nhiêu loại, cái này cũng khá là quan trọng ha. Thì kính thưa bà con, thì về phân loại cái hữu cơ thì hữu cơ trên thì nó sẽ có tồn tại ở hai dạng. Một cái dạng thì bà con biết cũng khá là rõ trong thời gian vừa qua, thì trước khi những cái phân hóa học bắt đầu nó phổ biến hoặc là phân bón được thịnh hành thì đa số chúng ta đều sử dụng cái nguồn phân bón đó là có hữu cơ truyền thống. Thì những dòng hữu cơ truyền thống này chính là những cái nguồn phân chuồng từ cái động thực vật của chúng ta, những nguồn phân xanh hay là những nguồn phân ghép từ sát bã thực vật và cái than bùn, thì cái này là phải khai thác. Thì đây chính là những cái nguồn hữu cơ truyền thống. Và gần đây thì chúng ta thấy phát triển trong nhiều năm gần đây thì bắt đầu có cái hữu cơ công nghiệp. Thì cái hữu cơ công nghiệp thì nó sẽ có bốn dạng, đó là phân bón vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh và hữu cơ khoáng. Tuy nhiên thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung nói rõ hơn về cái hữu cơ vi sinh và cái hữu cơ khoáng để bà con mình phân biệt và lựa chọn cho thị trường thôi. Còn những dạng còn lại thì hiện nay nó cũng chưa có phổ biến lắm. Rồi kính thưa bà con, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lại một tí xíu về cái hữu cơ truyền thống mình thì nó sẽ có những cái tác dụng như thế nào. Thì cái hữu cơ truyền thống thì như mình đã chia sẻ ha, thì đó là những cái nguồn phân chuồng, phân xanh, phân ghép và những cái than bùn. Thì đây là chính là những cái nguồn nguyên liệu nó có sẵn tại chỗ quý vị, có nghĩa là xung quanh cái cây trồng của chúng ta. Đó là những cái nguồn sát bã động thực vật, rồi phân từ những cái con giống như phân bò, phân dơi, phân gà. Thì xong rồi bà con chúng ta đem về chúng ta xử lý lại, có thể bằng những cái ví dụ như ngày xưa thì mình chỉ để tự nhiên, hoặc là chúng ta xử lý vôi, và sau này thì mình có thêm Chico Đạt Ma hoặc là một số cái sản phẩm để mà hỗ trợ cho cái quá trình lên men và quay mục của cái hữu cơ được tốt hơn. Thì đó là những cái nó tồn tại xung quanh cái cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy thì cái giá thành nó sẽ rẻ, tuy nhiên là nó sẽ hơi tốn công chút xíu, do là cái khối lượng nó khi mà nó gãi trên cây trồng nó buộc phải lớn, cho nên là bà con phải tốn công. Mình đem ra cái đồng ruộng mình thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thứ hai nữa thì chúng ta sẽ không thể nào xử lý hết hoàn toàn cái mầm bệnh ở trong cái phần này được. Hoặc là nó có thể chứa những cái trứng của những cái loài côn trùng mà bất lợi cho cây trồng, hoặc là những cái hạt cỏ đó thì nó sẽ mang lên trên cái vườn của mình luôn, thì sau này chúng ta sẽ khó quản lý hơn. Thì đó là những cái hạn chế của cái loại phân truyền thống. Tuy nhiên thì cái nguồn hữu cơ này là nó gần gũi nhất với cái đất đai của chúng ta, và nó đã có một cái hệ vi sinh vật phù hợp với cái vùng đất đó, cho nên là cái việc cải tạo đất là chắc chắn sẽ tốt hơn. Vì vậy thì chúng tôi nghĩ là đối với cái phương pháp dùng cái hữu cơ truyền thống này thì bà con mình cũng nên duy trì. Thì kính thưa bà con, thì đối với những cái dạng hữu cơ truyền thống này thì thông thường cho đến thời điểm hiện tại thì bà con hầu hết là tập trung vào cái phân lót ấy. Có nghĩa là trước khi chúng ta trồng cây ăn trái hoặc là rau màu thì bà con sẽ tập hợp những cái nguồn phân bón từ phân chuồng hoặc là cái phân gom gạ để giờ chúng ta lót dưới trước khi chúng ta trồng cây. Đặc biệt ví dụ như bà con mình trồng sầu riêng đi, có thể là trên một cái cây bà con lót từ 5kg, 10kg đến khoảng 15kg là bình thường, những cái nguồn phân gom mà chọn với những cái dạng phân khác nữa. Rồi ngoài ra thì một số bà con thì chúng ta sẽ tự ủ, có nghĩa là chúng ta sẽ thu gom hết những cái nguồn xung quanh, ví dụ như phân bò, phân gà, phân dơi gì đó ở cái thói quen của khu vực mình có sản xuất những cái dòng đó,
hoặc là chúng ta tới cái mùa vụ mà người ta chất gom đó quý vị, thì sau khi mà cái mùa vụ nó kết thúc thì cái phân gom nó sắp mục rồi, thì mình gom hết những cái nguồn nó về để chúng ta tự ủ, rồi sau đó khi mà nó quay mục rồi thì mình quay trở lại mình sử dụng cho cây trồng. Thì đây là những cái cách mà người ta đang chọn những cái dòng hữu cơ khá là tốt. Kính thưa bà con, thì như ở đầu video thì chúng tôi có chia sẻ thì cái hữu cơ công nghiệp thì nó có rất là nhiều loại. Tuy nhiên chúng tôi muốn bà con mình phân biệt và nhận diện hai loại chính ở trên thị trường hiện nay, đó là cái hữu cơ vi sinh ha và cái hữu cơ khoáng. Thì đây trước tiên thì bà con sẽ phân biệt trước, tí xíu nữa trong những cái live sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con mình cách nhận biết nha. Thì đối với cái hữu cơ vi sinh thì nghe cái tên đó thì mình đã biết là nó sẽ chứa cái hàm lượng vi sinh trong đó, và nó sẽ kết hợp với những cái hữu cơ, và thông thường cái hữu cơ này nó chiếm cái hàm lượng khoảng 15% trở lên quý vị. Và theo kinh nghiệm của chúng tôi thì nó tồn tại khoảng từ 15 cho đến 30% là hàm lượng hữu cơ. Còn lại là những cái bào tử sống của những cái vi sinh vật, sau khi nó ra cái điều kiện môi trường đất thì nó sẽ bắt đầu nó hoạt động, và có thể là nó sẽ đối kháng nấm bệnh rồi phân giải để tạo ra những cái chất hữu cơ dễ tiêu để cung cấp ngược lại cho cây trồng của chúng ta. Thì đây là cái tác dụng chính của cái phân vi sinh. Còn cái hữu cơ khoáng thì nó sẽ khác biệt, thì nó vẫn chứa những cái hàm lượng hữu cơ. Thì đây thì theo tài liệu nó công bố là vẫn trên 15% quý vị, nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi thấy là nó cao hơn 50% nữa. Thậm chí có những cái sản phẩm bây giờ nó đã lên tới 85% rồi. Và cái thành phần còn lại của nó là do có cái khoáng nha, thì ở đây nó sẽ chứa cái hàm lượng NPK ở dạng muối khoáng. Thì đâu đó nó chiếm cái hàm lượng khoảng từ 8% cho đến 18% quý vị. Thì nó sẽ không hẳn là nó cao giống như những cái dòng hóa học, nhưng mà nó sẽ nằm ở cái đoạn giữa đó, nó sẽ cao hơn so với cái hữu cơ truyền thống của chúng ta, và nó thấp hơn so với cái phân hóa học. Thì những cái dạng kết hợp này thì nó cũng mang lại một cái hiệu quả khác biệt so với những cái dạng hữu cơ khác. Thì trước khi mà để bà con mình tìm hiểu thêm thì bà con phải nhận diện được cái hữu cơ là chúng ta phải tìm hiểu qua cái con số nào. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ thể hiện một cái con số để cho bà con mình sau này mà mình gặp những cái sản phẩm nhập khẩu thì chúng ta sẽ để ý được. Thì bà con nhìn kỹ nha, cái này là cái chất mùn mà chúng tôi nói đó bà con, thì nó sẽ liên quan tới cái phần trăm OM ở đây ha. Cái thành phần OM này càng cao thì cái chất mùn cung cấp vào đất càng cao, thì nó sẽ liên quan tới rất là nhiều tới cái việc mà làm cái chất trung gian vận chuyển giữa cái dung dịch đất và cái hệ thống rễ của chúng ta. Cái chất mùn nó càng nhiều thì cái việc vận chuyển nó càng tốt, thì cây trồng phát triển càng tốt của gì. Và cái thành phần OM này nó cũng lại liên quan tới cái giá thành nữa. Cái thành phần OM càng cao thì giá thành nó sẽ càng cao. Do đó là bạn được, bà con phải để ý được cái này. Phần trăm OM chính là cái chỉ số để mà chúng ta đọc về hữu cơ. Thì cái OM này từ đâu mà ra? Thì đây là chữ viết tắt của cái chữ Organic Matter ha. Thì cái này là chữ O trong cái chữ Organic, và chữ M này chính là cái trong cái chữ M của chữ Matter ha. Thì bà con chỉ cần nhớ là OM là được rồi ha, nhớ phần trăm về OM thôi. Thì nếu như một cái sản phẩm đó là cái hữu cơ vi sinh mà trong nước sản xuất các quý vị, thì nó sẽ có để tiếng Việt của mình, đó là cái hàm lượng chất hữu cơ là bao nhiêu phần trăm. Thì chúng tôi ví dụ đây là một con số 18 ha. Thì nãy chúng tôi có nói thì cái chất hữu cơ nó chiếm khoảng từ 15% trở lên, thì có thể từ 15 đến 30, tùy theo cái sản phẩm thương mại mà cái công ty đó họ làm, thì nó sẽ có một con số và nó kết hợp với những cái thành phần vi sinh phía sau. Còn nếu như mà những dạng hữu cơ mà những hữu cơ khoáng á, thì nó sẽ có con số là 433 hay là những con số khác, thì đây là cái thành phần khoáng và nó kết hợp với cái OM. Nên là chúng tôi đợi để con số 70 đây để cho bà con mình để ý nha. Thì khi mà bà con mình nhìn vô tên sản phẩm á, mình phải biết là cái sản phẩm đó là bao nhiêu phần trăm OM. Rồi tí xíu nữa thì trong từng cái gọi là hữu cơ vi sinh hoặc là cái hữu cơ khoáng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con mình cách nhận diện tốt hơn. Rồi kính thưa bà con, thì đối với hữu cơ vi sinh thì nó sẽ như thế nào và nó sẽ có những cái ưu khuyết như thế nào? Thì những cái dạng hữu cơ vi sinh vẫn là những cái dạng hữu cơ công nghiệp, có nghĩa là họ vẫn sản xuất từ những cái hữu cơ mà chúng ta ví dụ như những quốc gia giống như Nhật chẳng hạn, thì họ sản xuất nuôi gà công nghiệp các quý vị, thì họ sử dụng hết tất cả những cái phế phẩm liên quan tới cái việc chăn nuôi gà, họ đưa vào rồi đưa lên men thì tạo ra những cái sản phẩm hữu cơ quay mục, rồi sau đó họ sẽ chủng những cái gốc vi sinh vật, những cái bào tử vào trong này. Thì cái hữu cơ này thì cũng dạng là một cái dạng hữu cơ vi sinh chẳng hạn. Thì nhiệm vụ chính của nó là nó sẽ cung cấp những cái vi sinh vật có lại, và những vi sinh vật này sau khi ra đất thì nó sẽ hoạt động. Nhiệm vụ của nó là sẽ làm thông thoáng đất nè, tơi xốp nè, phân giải những cái dinh dưỡng mà cây trồng chưa hấp thu được, phân giải thành những chất mà rễ có thể hấp thu được, hấp thu tốt những chất đó. Và bên cạnh đó thì nó sẽ cung cấp thêm những cái vi sinh vật mà đối kháng với nấm bệnh cái gì. Chỉ có nghĩa là cái hữu cơ vi sinh này là cái chính của nó là cái vi sinh vật, còn cái thành phần hữu cơ là để bổ sung thêm ha. Và cái phí của nó là gì ạ? Chính vì nó là bổ sung thêm cho nên là cái phí của nó là cái hàm lượng hữu cơ nó sẽ hơi thấp. Cũng vì cái hàm lượng nó thấp quý vị thì nó sẽ phù hợp cho những cây trồng khỏe mà mình bón định kỳ. Ví dụ như bà con thấy là ví dụ như cây tơ đi, trong 1-2 năm đầu là giai đoạn kiến thức cơ bản á, thì cái lịch bón của chúng ta nó dày lắm.
một tháng hàng tháng là chúng ta bón một lần, thì có thể chọn những cái dòng hữu cơ vi sinh như thế này. Hoặc là những lúc đó cái dinh dưỡng nó cần chưa nhiều thì những cái dạng dinh dưỡng như hữu cơ này rồi chúng ta cung cấp thêm một số dòng khác nữa để lưng khuyên hoặc là để kết hợp. Và đối với những cái dòng sản phẩm như thế này thì giá thành nó sẽ ở nằm ở mức độ trung bình, nó thấp hơn cái hữu cơ khoáng và nó cao hơn cái hữu cơ truyền thống của mình chút. Rồi thì bà con cố gắng xem kỹ cái phần này nhé, đó là cái việc mà chúng ta nhận diện cái hữu cơ vi sinh của việc, cái việc nhận biết cái sản phẩm này nó rất là quan trọng. Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì hữu cơ vi sinh á, thì đa phần nó sẽ tồn tại ở dạng bột chủ yếu quý vị, và hàm lượng bao nó lớn, ví dụ sản xuất trong nước là bao khoảng 40kg, 50kg quý vị, ít có dạng bao 25kg ha. Thì trong cái hàm lượng của nó là nó sẽ để rõ ràng là chất hữu cơ là bao nhiêu phần trăm ha. Đây là cái thành phần quan trọng là OM đó, quý vị phải nhận diện được cái này. Rồi sau cái dấu cộng thì nó sẽ cộng hàng loạt những cái vi sinh vật, thì có thể nó để tiếng Việt một phần, để tên tiếng Anh một phần, hoặc có thể để tiếng Anh hết cũng được. Thì nó sẽ cho là ví dụ như là ở đây chúng tôi ví dụ là vi sinh vật cấu định đạm, vi sinh vật phân giải cellulo, rồi những cái vi sinh vật ký sinh và những cái vi sinh vật đối kháng nó rất là nhiều, thì nó sẽ có hai cái thành phần trong đó. Một là cái hàm lượng hữu cơ là bao nhiêu phần trăm, và còn lại là những cái nhóm vi sinh vật ha. Thì đây là bà con biết, nhìn vô là chúng ta biết cái hữu cơ vi sinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hữu cơ khoáng nha. Thì giống như chia sẻ trước đây với bà con thì hữu cơ khoáng này sẽ chứa một cái hàm lượng NPK, đây là thành phần muối khoáng, và cái còn lại là cái hữu cơ, nhưng mà cái hàm lượng hữu cơ tuy nó là trên 15% nhưng mà thật sự trên rất là nhiều, thì do là nó chứa cả NPK và hữu cơ hàm lượng cao, chính vì vậy thì nó sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời. Và đương nhiên thì nó sẽ ưu tiên để mà chọn phát triển trong những cái giai đoạn nuôi cháy quý vị, tại vì nó sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và cái giá thành nó cao, thì chúng ta phải cung cấp vào những giai đoạn lấy năng suất hoặc là phục hồi sau cái giai đoạn thu hoạch, sau khi thu hoạch trái xong thì bà con có thể dùng cái hữu cơ khoáng để mình bổ sung lại cái dinh dưỡng nhanh và cho cây nó phục hồi và nó đâm lại cây đọt mới. Hoặc là những cái cây suy yếu trong giai đoạn tơ, thì sau khi cái giai đoạn phục hồi tưới thuốc bệnh này kia đó, bón cái hun nhít vô rồi thì cây cần một lượng dinh dưỡng, thì bà con quay trở lại cung cấp cái dạng hữu cơ khoáng như thế này thì cũng khá là tốt cho cái cây trồng của mình. Hoặc là những cái giai đoạn mà cây cần nhiều dinh dưỡng, ví dụ như là nung dinh dưỡng vô để mà chuẩn bị cắt cành, hoặc là nung dinh dưỡng vô cho giai đoạn mà cây bung cái đọt quá nhiều, thì chúng ta đưa những cái dạng dinh dưỡng như thế này thì cũng hỗ trợ rất là tốt. Thì thật sự cái khoáng hữu cơ trên thị trường thì nó tồn tại giữa dạng nguyên và dạng bột luôn quý vị, nhưng mà đa số thì những cái dòng hữu cơ khoáng thì nó đa số nó sẽ tồn tại ở dưới dạng viên là chủ yếu nhiều hơn. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây sẽ là một cái rất là quan trọng quý vị, tại vì tất cả những dòng hữu cơ khoáng thì đa phần là đều từ nhập khẩu, thì có thể nhập khẩu từ Nhật, Hàn Quốc, rồi gần đây thì chúng ta thấy hàng Bỉ, hàng Úc nó đang nổi lên ha, hàng Canada, hàng Hà Lan, tất cả rất là nhiều. Thì cái cách nhận diện nó thì nó sẽ có hai thành phần, đó là cái hàm lượng NPK là bao nhiêu, thì đây mình gọi là thành phần khoáng, còn lại là cái OM, có nghĩa là hàm lượng OM nó bao nhiêu. Thì ở đây chúng tôi ví dụ cho bà con mình xem, ví dụ như hàm lượng NPK là 433 cộng cái hàm lượng hữu cơ là 70, thì sau cái 70 nó sẽ có OM. Thì đây là chúng ta nhìn vô chúng ta biết hàm lượng khoáng là 433 và cộng với 70% là cái hữu cơ. Thì những cái dòng này nó hàm lượng hữu cơ đa số nó sẽ rất là cao và đa số nó sẽ tồn tại ở dưới dạng nguyên là chủ yếu, đương nhiên vẫn có dạng bột, giống như hữu cơ Nhật là có dạng bột khá nhiều. Còn như vậy thì những cái sản phẩm này thì nó khá đắt tiền đúng không quý vị? Những cái dòng như là hữu cơ Nhật này kia thì nó có thể dưới 10.000 nha, còn nếu mà hữu cơ Bỉ là nó đã tiệm cận giá 10.000 rồi. Còn những cái dòng hữu cơ cao cấp hơn thì ví dụ như Hà Lan hay là Úc đó. Như vậy thì bà con cố gắng nhận diện cho kỹ những cái dòng hữu cơ khoáng, nó đang khá là phổ biến và nó gây loạn thị trường trong thời gian vừa qua nha quý vị. Thì thứ nhất là phải có cái thành phần khoáng ở đây, thứ hai là cái hàm lượng OM là bao nhiêu phần trăm. Thì cái hàm lượng OM nó rất là quan trọng, thì chúng tôi lặp lại một lần nữa về cái OM cho bà con mình thấy được cái mức độ quan trọng. Thì cái hàm lượng OM này nó càng cao thì nó liên quan tới cái chất mùn mà sau khi cái hữu cơ này nó hoạt động trong đất. Thì cái chất mùn này chính là một cái chất trung gian ở giữa để mà chuyển những cái dinh dưỡng từ cái dung dịch đất và đi vào cái hệ thống rễ. Thì cái chất mùn này nó càng nhiều thì nó càng tốt, và ngoài ra thì nó liên kết được với những cái hạt đá, những cái hạt đất li ti trong đất để nó tạo ra một cái sự thoáng khí cho cây trồng, để oxy đi vào vùng rễ và cái nước mình tưới nó thấm xuống nó hiệu quả cao hơn, thì nó sẽ rất là quan trọng cho cái hàm lượng OM này. Cho nên là bà con, chỗ này liên quan tới hiệu quả, liên quan tới chi phí, cho nên là bà con phải ghi nhận thật kỹ trong cái video này. Rồi kính thưa bà con, thì sau khi chúng ta đi tìm hiểu ngang giữa cái hữu cơ truyền thống và cái hữu cơ công nghiệp, thì quay lại chúng ta phải trả lời được trên đồng ruộng của mình, đó là cái lượng rải là bao nhiêu và rải bao lâu một lần thì nó hợp lý, và cái giữa cái dạng bột và cái dạng nguyên thì cái dạng nào tốt hơn, thì chúng ta sẽ trả lời chung
cho tất cả những loại này để làm rõ cái ý của bà con chúng ta. Đầu tiên thì chắc là nói về hữu cơ truyền thống chứ quý vị, tại vì cái hữu cơ truyền thống thì cái hàm lượng đạm lên kali nó thấp lắm, cho nên là cái lượng bón này nó rất là nhiều, cho nên là cái việc bón này nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều vào cái loại phân. Chúng tôi ví dụ như là phân bò đi, thì cái tỷ lệ nước nó rất là cao, cho nên là bà con mình bón nhiều trong mùa mưa là không được, nó sẽ gây úng rễ chẳng hạn. Còn cái hữu cơ gà và hữu cơ dê thì nó tương đối nó khô hơn, thấy không? Thì mình có thể bón nhiều trong mùa mưa, thì nó tùy theo những cái điều kiện giống như vậy. Rồi ví dụ như tùy theo điều kiện canh tác là bà con mình canh tác cây gì, rồi vào cái mùa nắng hay mùa mưa thì mình bón như thế nào, thì nó sẽ không có một cái con số quá cụ thể quý vị. Hoặc là cách nữa, cách sử dụng, ví dụ như bà con mình gãi trên mô, nó thì có thể gãi lớp mỏng lên 1-2 cm gì đó, rồi chúng ta sẽ khi mà hết thì chúng ta gãi thêm. Nhưng mà có những đợt ví dụ như đầu mùa nắng người ta muốn làm cái rãnh xung quanh rồi xong người ta đổ hữu cơ chúng ta lấp đất lại thì lúc đó mình phải nhiều, thì nó sẽ khác. Tuy nhiên thì chung quy về cái cây ăn trái cho những cái năm đầu giống như 1-2 năm đầu thì bà con có thể cung cấp khoảng từ 5-10 kg trên một cây trên một năm ha. Còn nếu mà cây lớn hơn 2 năm có nghĩa lúc đó là cái đường kính tán nó rộng hơn rồi và cái số lượng nó càng nhiều hơn, thậm chí là những cây nó đã mang trái rồi thì bà con có thể sử dụng khoảng từ 15-30 kg. Nhưng mà cái này nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái loại hữu cơ bà con mình chọn là loại gì ha. Ví dụ như gom gạ thì nó có thể nhiều hơn, phân gom nhiều hơn, nhưng mà phân từ động vật ví dụ như phân bò, phân gà, phân dê thì nó có thể ít hơn. Nó tùy theo cái nguồn mà bà con chúng ta có là cái nguồn gì. Rồi, về cái hữu cơ vi sinh hoặc là hữu cơ khoáng thì chúng tôi gom chung về cái hữu cơ công nghiệp ha. Thì nếu mà đối với những cái dạng này quý vị thì nó đã bán thương mại rồi, nên là chắc chắn là trên tất cả những cái bao bì của những dòng này đều có khuyến cáo hết. Thậm chí là nó khuyến cáo trên loại cây gì luôn. Và cái mỗi một cái giai đoạn như vậy là bón bao nhiêu nó có khuyến cáo luôn quý vị. Thì cái này nó sẽ dễ hơn cho quý vị chúng ta. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm cũng như là những cái thống kê của chúng tôi thì nó sẽ cơ bản như thế này. Nếu mà cây tơ mới trồng thì bà con có thể chia ra khoảng từ 4-6 lần bón trên một năm. Và những cái cây nhỏ là lúc đầu thì đường kính tán nó nhỏ, chúng ta chỉ cần bón vài trăm gram thôi là nó đã đều xung quanh cái đường kính tán của nó rồi. Thì trung bình có thể là trong 1-2 năm đầu thì mỗi một lần thì bà con bón khoảng từ 200g-500g trên một cái cây ăn trái của mình trên một lần. Còn nếu như mà cây nó đã lớn rồi thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào giai đoạn của gì. Ví dụ như chúng tôi nói là giai đoạn nó về phong tơ thì mình bón ít. Nhưng mà nếu mà giai đoạn vô cái giai đoạn nuôi trái rồi đó, ví dụ như có những cây là năm thứ 2, năm thứ 3 đã để trái rồi chẳng hạn, thì trong những cái lần mà nuôi trái đó quyết định thì chúng ta phải bón cái lượng nhiều hơn thì nó sẽ tùy ha. Thì trên cái này thì đa số là trên bao bì nó đều có khuyến cáo hết cái gì. Còn tuy nhiên mà đối với những cây mà ví dụ như cổ thụ lâu năm rồi, ví dụ như sầu riêng mà 10 năm 10 mấy năm cái gì, thì bón một năm chừng vài chục ký là bình thường cái gì, tại lúc đó cái tán nó là rộng lắm rồi. Như sầu riêng mà mang cục là tên lên tới 10 năm mà quý vị biết là cái tán nó rất là lớn, thì một lần gãi gì chúng ta có thể gãi 5-6 kg là bình thường á. Rồi một năm chúng ta chia ra 4-5 lần gãi gì đó thì nó cũng lên tới vài chục ký một năm là cũng là bình thường đối với những loại cây lớn. Và do cái hữu cơ thì nó có dư một tí xíu thì nó cũng sẽ không có gây ngộ độc giống như là cái hóa học, nên là chúng ta cũng không có quá quan tâm về vấn đề này. Chỉ có điều là gãi nhiều thì nó hơi tốn tiền nha, đặc biệt là chúng ta chọn những cái dạng hữu cơ công nghiệp như thế này. Rồi thì sẽ đi sang một tí xíu nữa là bà con mình sẽ hay hỏi là giữa bột thì viên cái nào tốt hơn. Thì này khẳng định với quý vị nha, nếu mà nó cái hàm lượng nó khác nhau thì chúng ta sẽ không nói, nhưng mà nếu mà nó cùng cái hàm lượng và cùng một loại thì hầu như là cái nó sẽ kết quả nó như nhau quý vị. Nhưng mà giữa bột và viên thì nó sẽ có những cái mà chúng ta xem xét như thế này nè, có thể là tùy theo thói quen sử dụng nhà phối trộn, có nghĩa là có nhiều người là người ta thích xài bột không thích xài viên, có nhiều người người ta nói là tôi xài viên nó khỏe hơn tôi xài bột chẳng hạn. Rồi tùy theo cái hiệu quả ở ngoài cây trồng mà chúng ta muốn là nó nhanh hay là nó chậm ha. Rồi cái giá thành nó cũng sẽ khác biệt do cái công đoạn nén viên, từ cái giai đoạn mà bột lên nén viên thì nó qua một cái công đoạn nữa, và cái công đoạn nó tốn chi phí, cho nên là cái giá thành khi mà bà con chúng ta mua thì cái sản phẩm dạng viên bao giờ nó cũng sẽ mắc hơn cái dạng bột cùng loại ha. Rồi thì chúng ta sẽ đi so sánh chi tiết hơn một chút xíu nữa. Rồi đây thì nó cũng sẽ trả lời luôn cho câu hỏi là phối trộn được không quý vị. Thì quý vị biết thì cái dạng bột thì nó nhỏ cho nên là nó sẽ tan nhanh hơn ha. Nhanh thì nó sẽ cung cấp nhanh cho cây trồng, nếu như mà mình cần cung cấp nhanh cho cây trồng thì chúng ta nên chọn dạng bột. Còn nếu dạng viên thì nó sẽ tan một cách từ từ, thì đương nhiên tan từ từ thì nó sẽ cung cấp từ từ. Thì cái này nó cũng sẽ liên quan đến cái số lần sử dụng. Nếu mà tan nhanh thì bột chúng ta phải sử dụng nhiều lần trên một năm. Còn nếu mà bà con mình chọn hữu cơ viên, hữu cơ nở thì có thể là vài tháng thì chúng ta mới gãi một lần. Thì đa số những cái cách làm này cho cái hữu cơ nở thì đa số là sẽ cho những cây lớn theo quý vị thấy ha. Thì kinh nghiệm cơ bản thì nó sẽ đa số là hữu cơ viên thì cho cây lớn. Còn cái hữu cơ bột đa số là chúng ta
dùng để phát triển cơ đọt cho cây nhỏ hay là phục hồi. Cây nhỏ nó có rất là nhiều vấn đề, cho nên là phải xử lý chi tiết thì nó lại liên quan tới lăng, humic và cái hữu cơ. Thì nó sẽ thường xuyên, thì trong những video trước thì bà con cũng đã nghe những cái phần này mà chúng tôi chia sẻ rồi. Thì đương nhiên thì cái này nó cũng sẽ liên quan tới cái phần phối trộn, đó là cái hữu cơ bột. Thì cái kết cấu nó nhỏ thì nó có thể kết hợp với lăng bột được, kết hợp với humic được và kết hợp chico được. Thì những cái loại này nó trộn nhau nó sẽ đều, còn nếu như mà cái kết cấu nó khác nhau, ví dụ như bột mà trộn với viên thì tí xíu bà con mình gãy thì cái viên nó nặng thì nó sẽ xuống dưới cái đáy thau ha, còn cái bột ở trên thì vị nó sẽ không đều. Vậy thì ngược lại với bên đây thì đối với cái hữu cơ viên thì nó sẽ phối trộn được với lân viên hoặc là phối trộn với NPK. Thì đây là những cái sự tiện dụng của hai loại bột và viên, nó sẽ khác nhau nhưng mà về hiệu quả của cùng một loại thì nó hầu như là cái kết quả nó giống như nhau quý vị. Thì đó là tùy theo cái cách bà con mình sử dụng loại nào và chúng ta mong muốn cái hiệu quả như thế nào, chúng ta lựa chọn cái sản phẩm phù hợp. Thì kính thưa quý vị và quý bà con, thì cơ bản trong cái phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã trả lời được hết tất cả những câu hỏi. Chúng ta đã biết hữu cơ là gì rồi và cái hữu cơ nào nó sẽ tốt theo tình huống nào, rồi cái lượng gãi của mỗi loại nó đã là bao nhiêu và chúng ta gãi bao nhiêu lần trên một năm thì nó tốt, chúng ta cũng đã trả lời được. Và giữa bột và viên thì cái loại nào nó sẽ tốt hơn thì chúng ta cũng vừa mới trình bày, và đương nhiên thì cũng sẽ phối trộn được với những cái sản phẩm khác tùy theo cái kết cấu nó giống nhau và nó khác nhau như thế nào. Kính thưa bà con, thì thật ra trong video này chúng tôi muốn bà con mình nhấn lại một lần nữa để chúng ta nhớ về cái hữu cơ vi sinh và cái hữu cơ khoáng nha quý vị. Tại đây là những cái mà đang phổ biến và nó gây ảnh hưởng rất là nhiều trên cái thị trường kinh doanh trong thời gian qua, cũng như là nó liên quan tới cái hàm lượng OM và cái giá thành của sản phẩm nó rất là lớn, cho nên là chúng tôi muốn hướng dẫn bà con mình phân biệt và nhận diện thêm một lần nữa nha quý vị. Thì ở đây là cái hữu cơ vi sinh, thì bà con nhớ là chúng ta phải nhận diện được là cái hàm lượng hữu cơ trong cái hữu cơ vi sinh là bao nhiêu, và nó sẽ cộng thêm những cái vi sinh vật có lợi ở phía sau đuôi này. Thì đây là dạng hữu cơ vi sinh, thì những dạng này thường thường cái giá thành nó sẽ thấp hơn là hữu cơ khoáng, và cái khuyết điểm của nó là cái hàm lượng hữu cơ thấp, nhưng mà nó chỉ chủ yếu là nó cung cấp cái vi sinh thôi, thì có thể là sử dụng cho cây tên, không ưu tiên cho cây giai đoạn mang trái. Và đương nhiên thì bà con có thể lưng phiên với cái hữu cơ khoáng. Còn cái hữu cơ khoáng thì bà con mình phải nhận diện được là cái hàm lượng NPK, hàm lượng khoáng của nó là bao nhiêu, và cái OM của nó đi theo là bao nhiêu phần trăm, thì cái này nó liên quan rất là lớn đến cái giá thành, vì đây là những cái sản phẩm nhập khẩu là chủ yếu ha. Như vậy thì đây là những cái dạng mà nó sẽ cung cấp đầy đủ hàm lượng NPK và cái hữu cơ, và đương nhiên nó cũng sẽ xài tùy theo cái giai đoạn rất nhiều, thì bà con có thể ưu tiên trong cái giai đoạn nuôi trái, phát triển trái. Còn những cái giai đoạn khác, những giai đoạn bình thường thì có thể là luân phiên với cái hữu cơ vi sinh đi, để cho chúng ta hạ thấp cái chi phí đầu vào của cái quá trình canh tác của mình. Đương nhiên thì cũng phải luân phiên, tại vì trong cái hữu cơ khoáng thì nó sẽ không có chứa vi sinh. Ngược lại thì đối với vi sinh thì cái hàm lượng NPK nó lại không có, hoặc là cái hàm lượng hữu cơ nó thấp, thì hoàn toàn chúng ta có thể luân phiên hai cái nhóm này để tối ưu hóa về cái chi phí và cái hiệu quả trên cái cây trồng của chúng ta. Thì đây là cái điều mà quan trọng nhất trong cái video này mà chúng tôi muốn nhắc lại với quý bà con chúng ta. Kính thưa bà con, thì vừa rồi thì chúng ta đã khái quát xung quanh những cái vấn đề nhận diện và lựa chọn những cái hữu cơ thuần trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy là nó biến tướng công thức rất là đa dạng và gọi là hơi bị chóng mặt hả quý vị. Thì cái này là cũng do cái điều kiện mà cái thói quen bà con mình muốn phối trộn, thì hiện nay có rất nhiều công ty trong nước của chúng ta phối trộn theo cái ý đó ha. Thì nó sẽ đa dạng, là nó có cộng ví dụ như lân cộng humic cộng hữu cơ nè, rồi lân cộng trung lượng cộng hữu cơ, rồi trung lượng cộng hữu cơ, lân cộng hữu cơ, NPK cộng hữu cơ, tùm lum hết. Thì đây là những dạng bón gốc. Thì bên cạnh đó là những dạng hữu cơ nước thì cũng xuất hiện đầy ở trên thị trường ở dạng chai và dạng gói. Thì thật sự thì những cái này thì bà con mình có thể xem xét tùy theo mỗi một giai đoạn của một cây trồng mình có cần thiết cái dạng nào, thì mình bổ sung cái dạng đó. Và cái ở đây thì chúng tôi cũng không thể nào đưa ra một cái khuyến cáo là cái loại nào nó tốt và cái hàm lượng xài là bao nhiêu và cái giá thành nó thì nó rất là đa dạng quý vị. Thì những dòng này thì quý vị có thể xem xét thôi. Thì đây là những cái lưu ý thêm thôi, đây là những cái lưu ý thêm để bà con mình để ý những cái sản phẩm trên thị trường. Tùy theo cái giai đoạn thì cần thiết thì bà con mình lựa chọn, còn nếu mà không thì chúng ta cứ lựa chọn những cái dòng bền vững mà chúng ta đang xài, đó là những cái dạng hữu cơ công nghiệp hoặc là những cái dạng hữu cơ truyền thống là được rồi.